Yes, yes. Really? Mỗi ngày, ô nhiễm môi trường và ánh nắng gay gắt liên tục tác động làm da hư tổn và trở nên đen sạm. Lần đầu tiên giới thiệu Vaseline. Mỗi ngày, ô nhiễm môi trường và ánh nắng gay gắt liên tục tác động làm da hư tổn và trở nên đen sạm. Lần đầu tiên giới thiệu Vaseline. Năm phút nữa rồi. Mỗi ngày, ô nhiễm môi trường và ánh nắng gay gắt liên tục tác động làm da hư tổn.
Mỗi ngày, ô nhiễm môi trường và ánh nắng gay gắt liên tục tác động làm da hư tổn và trở nên đen. Ơi. Ơi. Ơi.